Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi một chút về bộ lô điện Cyber Power và ba vấn đề liên quan cần phải biết. Bộ điện Cyber Power là một trong những loại thiết bị được dùng khá phổ biến, được dùng ở rất nhiều ở nhà máy, ở các xí nghiệp nơi những có những công suất điện lớn. Sản phẩm với rất nhiều chức năng ưu việt giúp bảo vệ an toàn trọng tải và đáp ứng những nhu cầu sử dụng của khách hàng. Trong video này chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một số công dụng nổi bật của sản phẩm UPS Cyber Power. Đặc điểm nổi bật là UPS Cyber Power là thiết kế bằng vỏ nhựa, có khả năng chống cháy nổ, giảm thiểu tình trạng cháy nổ khi sử dụng. Nó được tích hợp công nghệ chuyển đổi kép đối với nguồn điện tiêu chuẩn, có thời gian lưu tối đa lên đến 12 phút, có điện áp và tần số rất ổn định. Bên cạnh đó thì pin của Cyber Power có tuổi thọ sử dụng thường lâu hơn so với những thiết bị UPS khác. Người dùng có thể bật cảnh báo theo cấu hình on up giúp báo động khi bộ đồ điện vẫn ở chế độ đang ở chế độ pin. Cyber Power có khả năng tương thích cao, có thể sử dụng được rất nhiều các thiết bị khác nhau khi điện lưới bị ngắt. Hiện nay bộ đồ điện Cyber Power có 3 dạng UPS chính. Đầu tiên, thứ nhất là dạng online, đầu ra là dạng sóng. Dạng thứ hai là UPS line interactive. Dạng thứ ba là UPS apply, có đầu ra mô phỏng dạng sóng sin. Trước tiếp theo chúng ta có thể kể đến là công dụng của Cyber Power. Bộ đồ điện Cyber Power thường có công dụng rất lớn trong việc cung cấp điện. Trong trường hợp điện lưới bị ngắt đột ngột, các thiết bị điện có thể duy trì trạng thái hoạt động ổn định ngay cả khi xảy ra sự cố về điện lưới. Công suất của Cyber Power sẽ được giới hạn theo khả năng của thiết bị. Công dụng rất lớn của nó là giúp chống xung, lọc nhiễu, giúp làm ổn tần và ổn áp cho nguồn điện. Khi nguồn điện của chúng ta quá tải thì bộ lưu điện Cyber Power còn có khả năng chuyển áp, giúp giảm thiểu các sự cố do nguồn điện gây ra. Nó giúp đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện, cung cấp nguồn điện sạch, giúp kéo dài tuổi thọ các thiết bị điện. Khi lắp đặt các bộ lưu điện Cyber Power ở các công ty, các xí nghiệp còn giúp đảm bảo cho dây chuyền sản xuất diễn ra ổn định, không bị gián đoạn. Việc sử dụng Cyber Power giúp các thiết bị được đảm bảo an toàn dù thời gian lưu điện, có đủ thời gian để lưu giữ thông tin đối với trường hợp điện bị mất đột ngột. Tiếp theo là thứ ba là hướng dẫn sử dụng bộ lưu điện Cyber Power. Một số hướng dẫn có thể giúp tăng cái thời gian hiệu quả sử dụng của Cyber Power trong công việc. Chúng ta có thể kể ra là, thứ nhất, nên sạc pin bộ lưu điện Cyber Power từ 4 đến 6 giờ trước khi dùng, đảm bảo lượng điện cung cấp đủ cho các thiết bị. Thứ hai, nếu các bạn có sử dụng phần mềm kèm theo thì cần kết nối gián tiếp, cần phải kết nối lối tiếp hoặc sử dụng các USB giữa các máy tính với máy có cổng tương ứng với cổng trên UPS. Lưu ý là cổng trên USB và cổng lối không thể sử dụng đồng thời cùng lúc, vì thế cổng lối tiếp sẽ bị bắt khi cổng USB được dùng. Nhấn on để bật Cyber Power. Khi quá tải thì báo động sẽ kêu và Cyber Power sẽ phát ra một tiếng beep trong mỗi giây. Nếu đặt lại thiết bị thì bạn cần rút xích cắm của thiết bị khác ra trước. Tiếp theo là Cyber Power có khả năng tự động lạp, bạn chỉ cần cắm UPS vào ổ điện AC. Sử dụng bộ lưu điện của UPS sẽ tự động lạp pin ngay cả thiết bị đang tắt. Một số công suất được sử dụng nhiều như UPS Cyber Power 1000 AVA, bộ lưu điện UPS 1500 VA. Như vậy trong video chúng tôi đã cung cấp đến các bạn một số cái thông tin bổ quan trọng về công suất cũng như là công dụng của bộ điện Cyber Power. Hy vọng khi xem hết video này các bạn có thể có thêm nhiều hiểu biết và có kinh nghiệm để sử dụng bộ điện Cyber Power để mang lại hiệu quả cao.